Hello các bạn, với Thanh Sơn và đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giúp mình thì chúng ta sẽ tạm gác lại cái chương mục review vlog, review các kiểu và chúng ta sẽ tập trung vào cái chương trình tiếp vlog của 2021 này. Nghe các này. Các bạn có biết thì ngày Tết lúc nào cũng như cái lỗi. Các bạn có biết đó thì Tết này thì Tết lúc nào cũng chơi bài, nhưng hôm nay mình cũng không review cái này, nhưng mình nói bạn biết gì bài này rất thích hợp để chơi những trò chơi ngày Tết. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn ngày top 3 trò chơi các bạn nên chơi vào ngày Tết nhá. Và đứng trí thứ ba chính là trò tiến lên. Trò tiến lên là một cái trò mà rất kén chơi, bởi vì trò nào còn có lúc có xui rồi có thắng, nhưng mà cũng kệ miễn thắng là được rồi. Và đây chính là một lá duy nhất không bao giờ được xài ở Việt Nam, à nó cộng 2 lá Joker cho cái bộ bài đấy, bộ bài, nhưng ở Việt Nam không xài, mở quý quốc gia khác mới xài. Xài rồi mà cách chơi cũng đơn giản, khá đơn giản, mình cũng khá đơn giản, giản giản hay đưa tới màn hình, đưa màn hình. Thôi dẹp đi. Lại cái đầu đi. Và cách chơi cũng có khá là đơn giản, chỉ cần nhãn chỉ xào cái bà ẻn người chủ, xào cái bà lại, chia mỗi người 10, chia cho mỗi người 13 lá và cùng hai bài nữa. Và người chứ phải làm sao mà được thắng, mà phải tới luôn, tới khi mà hết bài thì cứ tiếp tục chính, khi mà tới người cuối cùng không còn bài gì thì trò chơi kết thúc, và cứ tiếp tục và quay lại cái bước vào đầu. Chiến trò này là vậy đó, như khó thắng đó. Đứng có top 3, đứng có top 2 sẽ là trò chơi, sẽ là trò chơi giờ chụp cái em chính là trò poker, trò mà đánh bài trên điện thoại, anh em chơi ba cây. Trò ba cây này là cái trò cũng là một trò chơi ngày Tết, nhưng trò này có thể nhiều người, là nhiều hơn 4 người, không phải chỉ là 4 người không đâu. Có nhiều hơn 4 người hình thức chơi rồi, mà quên nó luôn là hình thức chơi tiến lên. Và cái trò và ba cây đều là sử dụng bằng tiền hết, còn tiền thì nghe nám nha. Cho cách chơi cũng quen thuộc, xào lại, nhìn cái này đều biết. Cái dẹp đi. Và cái hello. Và cách chơi cũng và cái cách chơi cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần là rất là đơn giản, để cũng xào bài và chia mỗi người 3 lá gì nhất. Nếu người nào có nhiều nút nhất người đã thắng và ăn hết tiền mọi người, y như vậy đó. Giờ trò chơi đứng ở top 1 trò chơi nhất đó chính là pin bò lại đó. Cái trò này là rất kén chơi vào ngày Tết, kể cả vào sau Tết cũng chơi rồi, chơi khá đơn giản. Lại cũng là một cái trò mà phát sau ngày Tết thì không thích chơi đó. Tết ngày lễ ngày nào cũng không thể chơi, bởi vì chơi hồi là gần lúc đó đám nợ cứ tới là đòi tiền mình đó, thì chúng ta cho nên chơi điện thoại là tốt nhất, nhưng mà cũng phải đó. Và cách chơi thì tùy game, nhưng mà khi mà đặt cược mình phải dùng tiền trong game thôi, chứ không thể tiền ngoài nào thật được, y vậy đó. Mà cũng gần hết clip rồi, nếu mà bạn thấy clip hay thì bạn hãy nhớ like, share, subscribe và ngay kết thúc video mình cũng sẽ chúc các bạn, chúc tất cả các bạn một năm mới
hàng của năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, ý đắc tài đắc lộc và có nhiều sức khỏe, có nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và sự như ý, ý mua may mắn đắc và vân vân, vâng ý nghĩa đó. Mà thôi, video của mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp trong số tiếp theo của Vlog 2021. Hẹn gặp lại. Ôi, và nhân dịp năm mới này thì các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý, ý và cũng chúc cho tất cả các bạn một năm đầy kết thúc và rất là hấp dẫn. Và các bạn hãy cùng đón chờ những video sắp tới của Vlog trong năm 2021 nha. Còn bây giờ thì video game toàn nghe ta hết clip luôn đi nha.